Ok, xin chào tất cả anh chị đã quay trở lại với đầu tư tiền điện tử là Phong đây, và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những cái thông tin tiếp theo về thị trường crypto nha anh chị nhé. Và ở trong ngày hôm nay thì đầu tiên vẫn xin chúc tất cả anh chị có thật là nhiều sức khỏe và cũng như là có thật nhiều năng lượng để làm việc tiếp ở trong cái tuần này nha anh chị. Và cũng như là thời điểm hiện tại chúng ta sẽ xem xét những cái tình huống tiếp theo đối với thị trường crypto nó sẽ như thế nào và đặc biệt là Bitcoin ở thời điểm hiện tại ra sao nha anh chị ha. Thì như anh chị thấy được là chúng ta vẫn đang giữ ở cái mức giá là từ 30.400, chúng ta vòng lên một lần nữa nha anh chị nha, tức là khu vực 0.5 của Fibonacci thoái lui. Và cái sự tiến trình vòng lên như thế này chúng ta cũng đang có thể là ngầm hiểu rằng tối nay chúng ta sẽ có một cái sức bật rất là mạnh nha anh chị nha. Thì chúng ta sẽ có cái tin tức tiếp theo về lạm phát của Mỹ. Thì anh chị có thể thấy được là 12:30 buổi chiều GMT, tức là khoảng 7:30 tối ngày hôm nay đối với giờ Việt Nam ha, chúng ta sẽ có những thông tin tiếp theo về lạm phát của Hoa Kỳ ở trong tháng 6 và những con số đang dự đoán thời điểm hiện tại là 3,1% và cũng như là 3,2% nha chị. Và vì á, đây là một cái sự giảm sút so với lại cái con số là 4% của kỳ trước ở trong tháng 5 á, thì anh chị thấy được là cái mức giảm này sẽ là một cái tin tương đối là tốt và anh chị có thể thấy được là Bitcoin hoàn toàn có khả năng để tiếp tục tăng trưởng nha anh chị nha. Và trong cái đợt tăng trưởng này á, cái đầu tiên chúng ta cần thấy là gì? Đầu tiên chúng ta còn rất là nhiều những cái khu vực thanh lý nó nằm ở trên này. Đầu tiên chúng ta thấy được là cái khu vực đợt trước cũng có lệnh short xuống nè, cao hơn một tí là 2.618, là cái khu vực 31.665 của Fibo mở rộng nha anh chị. Đó thì anh chị thấy được là hai khu vực này là hai khu vực đầu tiên mà em nghĩ rằng là cái tin tức này nó phải hướng đến nha anh chị. Và cái phần tiếp theo á là ở cái khu vực là 32.400, tức là cái đỉnh ở trước đó là ha, cũng là một cái nơi có cái mức rơi giá rất là mạnh, thì đây sẽ là những cái khu vực nguồn cung mà chúng ta cần phải quan tâm ở trong tối nay nha chị nha. Và nếu như anh chị có trade long short thì thực tế ra là khi mà tin tức ra nó có thể là lên xuống để quét hai đầu, vì vậy là anh chị cần phải cẩn thận ha. Khi anh chị vào lệnh anh chị phải có stop loss và cũng như là đi đồng bẩy nó vừa phải thôi, thì bởi vì là khi mà tin tức ra là giá cả nó chạy rất là nhanh và rất là dễ mà chúng ta phạm những cái sai lầm, cho nên là phải có SL để an toàn nha chị nha. Và đối với em ở thời điểm này, khi em nhìn về mặt những cái chỉ báo đi, em vẫn thấy được là ở cái khả năng điều chỉnh nó sẽ cao ở khung thời gian là 4 giờ khi mà chúng ta đang có tiến trình tăng lên tới khu vực quá mua ha chị ha. Và đối với cái lực tăng ở thời điểm này thì anh chị thấy được là dù là chúng ta đang ở giữa tuần, ở đầu tuần đến giờ thì chúng ta vẫn chưa thấy một cái lượng volume mua nào gọi là tốt cả ha chị ha. Cuối tuần trước đến đầu tuần này, đến giữa tuần này rồi, hôm nay là thứ tư rồi, thì anh chị vẫn chưa thấy những cái tín hiệu nào nó gọi là có cái volume mua tốt cả. Và trong tối nay á, cái cú hích lên ha, cái cú hích lên rất có thể là một cái cú sẽ gọi như là fake cao và sau đó là quay đầu. Fake cao ở đây là fake cao ở vùng giá nào? Fake cao ở vùng giá là 2.618, 31.665 đô la ở đây nha chị. Thì khi mà nó phá ra khỏi khu vực kháng cự theo Fibo á, thì sẽ có rất là nhiều người vào đây để long. Và khi mà càng nhiều người long thì cái tỷ lệ nó điều chỉnh xuống càng cao, bởi vì là nó phải lấy đi những cái lượng thanh lý của nha chị em mà đang FOMO ha anh chị ha. Đó cho nên là thời điểm này thì anh chị cũng lưu ý rằng là cái tỷ lệ rơi giá của nó vẫn còn. Chúng ta hãy nhìn ở những khung thời gian khác để có nhiều cái góc nhìn đánh giá hơn, như là 2 giờ đi. Chúng ta thấy được là cũng lên gần tới quá mua rồi, 1 giờ. Đó, 1 giờ cũng đã đến quá mua, đang điều chỉnh xuống thì quay đầu lên quá mua một lần nữa. Và anh chị thấy được là cái tin tức này khi mà xảy ra xong thì cái tỷ lệ điều chỉnh sẽ đang rất cao ha chị ha. Đó, và khung ngày thì như thế nào? Khung ngày chúng ta thấy được là cái tỷ lệ vẫn đang là một sự điều chỉnh xuống. Khung tuần như thế nào anh chị? Khung tuần thì anh chị thấy được là nó mới từ quá mua xuống tới khu vực 50% thì đang được đỡ ở đây ha. Thị trường đang gọi như là 50-50, là không biết là có thể là Bitcoin rơi giá được hay không, hay là Bitcoin nó chỉ gọi như là điều chỉnh nhẹ thôi, thì mọi người đang phân vân cái vấn đề đó. Cho nên anh chị thấy được là giá cả của chúng ta nó vẫn chưa thật sự điều chỉnh một cái cú điều chỉnh thật sự nha anh chị, chưa có cái chuyện đó xảy ra. Nó ít nhất là phải như cái cú từ 24.000, 25.000 này nè, nó rơi về một phát là 19.000, sau đó là nó tăng trưởng tiếp, thì nó sẽ rất là đẹp cho cái chart ha, nó rất là đẹp cho cái chart để mà chúng ta có những sự tăng trưởng nó bền vững hơn. Thì thời điểm này thì em vẫn đang chờ một cái sự điều chỉnh ở trong thời gian tới ha anh chị. Rồi thì về Bitcoin thì chúng ta cũng nên xem thêm một vài dữ liệu nữa trên CoinGlass ha. Thì anh chị có thể là sử dụng cái này nó miễn phí, anh chị có thể là đăng nhập vào tài khoản để anh chị lưu lại những cái chèc của mình, tương tự TradingView thôi. Và ở đây thì anh chị có thể là xem cùng em về Bitcoin ha. Chúng ta hãy xem cùng nhau về Bitcoin thì anh chị thấy được là gì? Ở trong ngày hôm qua nó có sự rơi xuống của dòng tiền phái sinh, rơi rất là mạnh nhưng mà vẫn vẫn được hút lên nha chị, nó vẫn được hút lên. Thì chứng tỏ là những cái lần như thế này nè,
là cái những cái lần mà nó đang gọi như là đảo chiều, đảo lệnh đó anh chị. Ví dụ như là nó đang sót từ đây mà nó biết ngày mai có tin, bắt đầu nó đảo lệnh thì anh chị sẽ thấy được nè, nó rơi xuống, nó đóng lệnh lại, cái là lệnh nó sẽ khiến cho dòng tiền phát sinh nó rơi xuống và nó kích lên lại những cái lệnh long lên, nó đảo chiều ha, đang đảo chiều lệnh và thì đang có một cái sự muốn phục hồi lên của dòng tiền phát sinh ha. Và chúng ta sẽ trông chờ rằng là tối nay khi mà có một cái tin tức tốt như vậy á thì thị trường nó sẽ phản ánh ra sao, nó có thể là bơm một cái lượng long tốt lên để đưa cho giá cả của Bitcoin tăng thêm một nhịp nữa hay không nha anh chị nhé. Thì anh chị có thể là quan sát thêm về cái dữ liệu này. Và về Bitcoin là như vậy, chúng ta cũng đã xem xét những cái tình huống mà có thể xảy ra ở trong tối ngày hôm nay khi tin tức CPI ra rồi. Và để mà trong thời gian tới mà anh chị có thể là đầu tư mà anh chị không phải tốn quá nhiều thời gian khi mà ngày nào anh chị cũng muốn vào sàn để mua như thế này, mua như thế kia, bán như thế này, bán như thế kia, thì anh chị có thể là xem qua cái tính năng là kế hoạch đầu tư tự động của con S ha. Thì ở đây anh chị có thể là tạo ra những cái chiến lược đầu tư khác nhau. Đó, ví dụ như anh chị muốn mua Bitcoin và anh chị có thể là đặt những cái mốc giờ mà nó có thể là mua vào hàng ngày. Đó thì anh chị thấy được này, đây 12 tiếng, 8 tiếng, 4 tiếng, một hoặc là hàng ngày. Thì anh chị có thể là bỏ một cái số lượng tiền vào đây và cứ mỗi ngày hay là mỗi giờ mà anh chị đặt ra thì nó sẽ mua tự động cho chị. Và đây là một cái chiến lược đầu tư để anh chị DCA, để anh chị quên đi về cái mức giá và cũng như là tập trung hơn về công việc hàng ngày nha anh chị nha. Và để mà anh chị có thể là sử dụng những tính năng đặc biệt này của CoinS thì anh chị có thể là ủng hộ team bằng cách là click vào cái đường link đăng ký em để dưới phần mô tả video này. Thì bây giờ chúng ta cũng nên xem qua những cái đồng khác như là anh con, thì chúng ta hãy nói đến đồng đầu tiên đó là ETH nha. Ok, ETH thì vẫn đang rất đẹp khi mà ở trong thời gian vừa qua nó được đỡ giá quanh khu vực tỷ lệ 11 này ha, và nó vòng lên rất là đẹp và chạm khu vực 0.5 và tiếp tục đang từ chỗ ở đây. Và đối với ETH thì cũng đang giống và rất rất giống với lại Bitcoin ở chỗ là ở 4 giờ, những cái khung thời gian nhỏ hiện tại nó sắp sửa đến những cái vùng điều chỉnh rồi ha, 2 giờ tương tự như vậy và 1 giờ cũng tương tự như vậy. Thì anh chị thấy được là trong tối nay sẽ có thể là một cái đà bull chap, một cái đà bull chap thật sự, là khi mà anh chị thấy nó tăng lên chị FOMO, mọi người bắt đầu FOMO vào để lo những cái vùng giá cao hơn á, thì lúc đó là nó có thể là xảy ra tình trạng quay ngược đó. Thì em vẫn đang có một cái mong muốn là thấy cái chuyện đó xảy ra, bởi vì thị trường này nó luôn hoạt động như vậy anh chị ha, chị ha, cứ ra tin nó đẩy lên xong nó quẹt xuống một phát đó. Và khi mà cái tin tức đó nói lại là một cái tin tức tốt nữa thì anh chị thấy được là trong tối nay những cái sự dao động, những cái sự biến động của thị trường nó sẽ khiến cho anh chị sẽ phải cảm thấy bất ngờ nha anh chị nha. Thì về mặt ETH thì chúng ta nên xác định thêm về cái xu hướng thông qua cái chỉ báo là Maverick Ribbon của em. Thì em đã giới thiệu cho anh chị cái chỉ báo này cũng cả hơn 1 tuần rưỡi nay rồi, thì anh chị thấy được là chúng ta vẫn áp dụng nó một cách rất là ok ha anh chị ha. Thì với cái lực giảm xuống ở kỳ trước là một cái dải giảm xuống rất là lớn, và thời điểm này khi mà sắp có tin thì anh chị thấy được là nó đang muốn có một cái sự quay đầu tích cực lại ha, nó đang muốn quay đầu lại để mà đưa cái dải EMA, cái dải Ripple này nó vòng lên đó, theo một chiều hướng dương hơn đó. Thì đây đây là cái suy nghĩ của em ha chị, thì đây là cái góc nhìn của em ở thời điểm này đó. Thì anh chị thấy được là cái lực này nó rất là yếu ha, nó rất là yếu, cho nên là nó sẽ có thể sinh ra một cái lực gọi như là bơm chớp nhoáng sau đó rút râu lại, vì trong tối nay á hầu như cái lượng tiền bơm vào thị trường là dòng tiền ngắn hạn anh chị, có nghĩa là những cái dòng tiền họ trade ha, họ mua họ trade, có thể là họ đánh spot họ trade vẫn được, hay là những anh chị em nào đánh future vẫn có thể là trade được, trade long trade short đó anh chị. Thì ở trong tối nay là cái dòng tiền ngắn hạn, cho nên là chúng ta sẽ thấy được là cái kết cấu của nó sẽ không được quá bền vững ha chị ha. Chỉ là một cái dòng tiền mà đi theo tin tức thôi. Thì anh chị cũng lưu ý rằng là anh chị vẫn phải nhìn ở những cái khu vực như là 1.618 này và cao hơn một tí nữa là 2020, 2019, 2020, cái nơi mà em muốn là thật sự nó bơm một cú một chớp nhoáng nhưng mà thật là mạnh, đủ yếu tố để mà nó lên nó lấy thanh lý ở trên khu vực này trước khi nó rơi ha. Và khi mà nó rơi từ khu vực này xuống thì rất là đã luôn anh chị, bởi vì là nó lấy đủ lượng thanh lý rồi á, thì lúc mà nó rơi xuống thì nó sẽ rơi đều và rơi xa ha, và chúng ta sẽ có những vùng giá đẹp hơn đó. Đó là cái mong muốn của em ở thời điểm này đối với ETH. Và ADA thì như thế nào? ADA chúng ta hãy xem nha, chúng ta vẫn có một cái xu hướng là muốn tăng trưởng lên, khi mà trong thời gian trước đó thì nó cũng gọi như là muốn xoắn xuống rồi ha, nó muốn đẩy xuống rồi nhưng mà không đủ lực, nó chạm đến ngay khu vực hỗ trợ là 0.5, 0.2774 thì nó hồi lên. Và anh chị thấy được là trong tối nay cái khu vực liquidity này ở khu vực là 0.3 này nó sẽ một lần nữa bị quét thanh lý, chắc hẳn là như vậy rồi anh chị. Và ở 4 giờ thì sắp đến quả mua tất cả những cái đồng ở trên thị trường này trước khi đón nhận cái tin tức thì đều đang có những cái thông tin tương đối là xấu ha, về mặt phân tích kỹ thuật và anh chị thấy về mặt chỉ báo nữa, thì nó sẽ có những cái sự điều chỉnh sắp tới, cho nên là cái cú bơm lần này thì em
cũng phải rất là cảnh giác đối với anh chị ha, anh chị cũng phải tương tự như vậy. Về Sandbox thì sao anh chị? Sandbox là cái đồng chúng ta đã long được ở trong thời gian vừa qua, thì anh chị thấy được là ở khu vực này chúng ta vẫn đang hồi từ khu vực là 0.5 Fibo thoái lui ha, và chúng ta đang tăng trưởng lên lại ở trên này. Và chúng ta sẽ target và chốt lời như thế nào thì thời điểm này thì anh chị vẫn phải giữ SL ở dưới 0.618, 0.4038 một tí nha anh chị. Chúng ta không nên dời quá xa hay là quá gần. Thứ hai á, là cái vùng mà anh chị sẽ chốt lời tức là khu vực 0.4362 thì anh chị nên chốt từ 40 cho đến 60% ở đây. Và khi mà giá cả chúng ta tăng lên cao hơn nữa thì chúng ta sẽ chạm trên cái mốc này ha, là quanh 0.5 và cũng như là cái cạnh trên line. Ở ngay cái đường mà trước đó chúng ta cũng đã từ chối hai lần rồi, và đây là lần thứ ba chúng ta xem xét cái sự từ chối, và anh chị sẽ canh short xuống nếu như có sự suy yếu ha. Thời điểm này thì anh chị cứ từ từ đã, anh chị cứ lon trước đã, và sau khi mà chúng ta có những vùng giá đó thì ngày hôm sau em sẽ phân tích lại với anh chị đó. Và chị lưu ý rằng là có lời thì nên chốt ha, 40 đến 60% ở khúc 0.4362 này đó, để anh chị có thể là đảm bảo về cái mức lợi nhuận ở trong mỗi cái lệnh của mình. Và tiếp theo chúng ta sẽ nói đến BNB thì nói chung là những cái đồng Sandbox này chúng ta đã có vị thế rồi thì anh chị cứ theo kịch bản đã. Rồi về đồng Solana nha anh chị nha, chúng ta sẽ nói đến đồng Solana đi. Đồng Solana vẫn đang ở trong một cái trend tăng, trước đó chúng ta cũng đã bàn với nhau rồi, và thời điểm này á chúng ta chưa có bất cứ một cái dấu hiệu nào suy yếu đối với Solana cả. Nó đã đến cái vùng target 21 của em rồi. Và hiện giờ thì nó nằm ở tận là 22. Và đây là cái lý do mà chúng ta cần phải có những động thái là chờ ha, biết rằng là đây là cái khu vực có cái tỷ lệ cung khá là tốt ở trong thời gian vừa qua, nếu mà em dâng ngang ra ha anh chị ha. Đây, tỷ lệ cung rất tốt luôn anh chị ạ. Vì sao? Vì mỗi lần mà chúng ta chạm đến khu vực này chúng ta đều có những sự điều chỉnh rất là lớn xuống. Đó thì vì vậy á, là anh chị sẽ thấy được là chúng ta sẽ trông chờ rằng là tối nay khả năng nó vẫn có thể là tăng tiếp, vì là tin tốt mà anh chị, nó có thể là tạo ra một sự phát cào mạnh lên trên, sau đó mọi người bắt đầu FOMO và long lên ha. Long lên thì cái tình huống mà em sẽ dự đoán là nó có thể là điều chỉnh xuống, nó sẽ là một cái cú fake cao khá là ngoạn ngục, nó sẽ là một cú fake cao rất là tốt đối với đồng Solana này. Cho nên là anh chị cũng lưu ý là chúng ta cũng không nên long, bởi vì là chúng ta đang nằm ở vùng kháng cự rồi. Lúc nào ấy mà chúng ta long được thì lúc mà chúng ta tăng mạnh lên, sau đó gọi như là pull back trở lại ha, chạm chạm trở lại khu vực hỗ trợ này và có lực tăng tiếp, lúc đó chúng ta long không muộn. Còn thời điểm vừa qua chúng ta đã lon từ cái vùng giá tích tích dưới này, chúng ta lon tới khu vực ở trên này rồi, 20, 21 rồi. Thì chúng ta không có cái lý do gì mà chúng ta lon ở kháng cự nữa anh chị. Bây giờ chúng ta lên kháng cự chúng ta chỉ nên short thôi. Và ở 4 giờ chúng ta sắp đến khu vực quá mua một lần nữa, ở khung ngày chúng ta thấy được là chúng ta đã đến quá mua. Và cứ xem ở cái chart Solana này chúng ta đã phân tích với nhau từ rất là lâu rồi. Có bây giờ chúng ta quá sai đối với những cái chỉ báo này không thì anh chị thấy được là quá mua, điều chỉnh, đúng không anh chị? Chính xác là như vậy đúng không ạ? Điều chỉnh rất là mạnh. Đó, những khu vực như thế này nó tăng quá mua này, đây là một cái sự FOMO rất lớn nè chị nè. Nó tăng lên rất là mạnh. Đây, quá mua. Điều chỉnh xuống đúng không ạ? Chị thấy được là gì? Ở trên khu vực này bắt đầu phân phối và điều chỉnh dần xuống. Đó, thì đó là cái mà em muốn chỉ ra cho anh chị thấy ở thời điểm hiện tại, rằng là gì? Chúng ta đang có những tín hiệu rất là có thể xảy ra những cái sự điều chỉnh. Vì vậy là chúng ta phải hết sức cẩn thận và không lon ở kháng cự nha anh chị nha. Rồi, về Solana là như vậy, chúng ta hãy nối tiếp đến đồng tiếp theo ở trong video ngày hôm nay, đó chính là đồng Polkadot. Polkadot đang tiếp tục phục hồi mạnh mẽ. Và trong lần trước thì em cũng có kêu anh chị là canh để long từ khu vực 0.618, 0.5 này. Thì nếu như anh chị vẫn đang giữ lệnh long, em nói thật với anh chị nha, nếu như anh chị vẫn đang giữ lệnh long thì trong tối nay may mắn đi mà nó bơm lên tới khu vực là khoảng 5.4, tức là 2.618 của Fibo mở rộng ở trong kỳ trước, thì anh chị nên chốt lời. Anh chị nên chốt lời. Em nói thiệt là như vậy, bởi vì là sao? Ở 4 giờ chúng ta sắp đến quá mua rồi, tỷ lệ điều chỉnh cao ở 2 giờ. Wow. Ở 1 giờ rất lớn nha anh chị nha. Và anh chị lưu ý là nếu như mà anh chị có lỗ thì phải cắt. Chúng ta trade với nó cũng một thời gian rất là dài rồi, và chúng ta hiểu được là cái phạm vi, cái biên độ giá nó đi rất là khùng. Nó không giống bình thường anh chị. Mỗi lần mà nó đi, ví dụ như em nói ở đây là không thời gian 4 giờ, cái lần mà vừa qua em cũng canh short nhưng mà em canh hụt đó anh chị. Em canh hụt với cái lệnh short này thì em thấy được là ở quanh khu vực này là kháng cự, em kêu anh chị short xuống, không biết anh chị nào short được hay không, nhưng mà nó ở quá mua. Anh chị thấy không ạ? Và điều chỉnh xuống thì nó đi biên độ giá là bao nhiêu, em sẽ đo thử cho anh chị xem ha, là nó đi bao nhiêu giá, bao nhiêu phần trăm.
anh chị nhìn đi, 11% ở trong một cái biên độ giá, cho nên là nếu mà anh chị trade ở trong tối nay hay là tối mai gì không biết. Nhưng mà đối với đồng đỏ này, nếu như anh chị lỗ thì anh chị phải chấp nhận ở một cái mức nhất định, đừng có gồng cái đồng đỏ này nha anh chị nha, bay màu đấy. Em nói thật, riêng đó đừng gồng, biên độ giá nó đi rất là khùng. Đó, và đối với cái lệnh long mà từ khu vực 0.5, 0.6, 18 này lên, nếu anh chị đang cầm lệnh đó, thì nên chốt ở quanh khu vực 5.4 đi, vì là chúng ta thấy được là tỷ lệ điều chỉnh ở 4 giờ cao, 2 giờ điều chỉnh cao, 1 giờ điều chỉnh cao và khung ngày chúng ta thấy được là vẫn đang điều chỉnh, cho nên là cái tỷ lệ chúng ta sẽ điều chỉnh xuống vẫn còn. Ở 3 ngày thì như thế nào? 3 ngày chúng ta thấy được là nó sắp đến được cái khoảng phạm vi của cái bên trên của Bollinger Band đối với chỉ cluster ha. Thì nó cũng sẽ có khả năng là có sự điều chỉnh xuống. Rồi ở khung tuần đi, khung tuần thì anh chị thấy được là vẫn đang trong đà phục hồi, nhưng mà đà phục hồi này là một đà phục hồi rất yếu. Một đà phục hồi mà volume nó tí tẹo như thế này thì nó không đủ cái yếu tố để tăng mạnh lên trên, anh chị hiểu không ạ? Và khi mà chúng ta chơi ở ngắn hạn thì anh chị cũng nhìn cái bức tranh dài hạn để anh chị phỏng đoán được rằng là ở cái lực tăng của chúng ta nó như thế này, chúng ta không có quá nhiều lực tăng ha. Đây là cái sự gọi như là tăng trưởng theo Bitcoin đó, cho nên là anh chị cũng lưu ý những vấn đề trong thời gian tới là riêng đồng này chơi ngắn thôi, và chúng ta sẽ canh short ở trong ngày mai nếu như chúng ta có những sự từ chối ở trên hai khu vực ở trên cao này nha anh chị, là 5.425 và cao hơn một tí là 5.593. Ngày mai chúng ta sẽ phân tích lại cái vấn đề này sau ha, để cho cái tin tức nó trôi qua đã. Rồi đồng tiếp theo em muốn nói đến anh chị đó chính là đồng Chainlink ha. Đồng này thì em cũng có một cái kịch bản cho anh chị là long được, nếu như chúng ta tăng mạnh ra khỏi khu vực 6.271 đó. Trong thời gian vừa qua khi mà giá cả chúng ta vòng về hai khu vực 0.5 và 0.618 này và được giữ, được đỡ lên, thì chúng ta sẽ kỳ vọng là nó sẽ phá lên trên này và chúng ta có thể là long và TP đến, một là 0.618 6.559 đô la, hai là 6.811, hai là 6.811, có nghĩa là khu vực liquidity, khu vực thanh lý, và cao hơn nữa là khu vực tỷ lệ 11, thì đây sẽ là một cái lệnh long mà nó sẽ hơi mạo hiểm nha anh chị. Nếu như anh chị muốn trade theo tin thì anh chị vẫn có thể là trade được, và TP là như vậy, và anh chị lưu ý rằng SL vẫn phải dưới 0.618, tức là 6.064. Đây là một lệnh trade ngắn thôi nếu anh chị muốn trade, còn đối với em thì em thấy được là thời điểm ra tin thì chúng ta cũng không nên trade, tùy theo cái sở thích mỗi người ha. Anh chị thích trade tin thì cứ trade đó. Và về đồng linh là như vậy, chúng ta vẫn sẽ có khả năng điều chỉnh cao hơn nếu như chúng ta có những cái bước tiến lấy thanh lý xong và điều chỉnh xuống. Khu vực này là khu vực em tâm đắc là sẽ có sự quay đầu nha anh chị. Chúng ta thấy được là 4 giờ tương tự những đồng khác vẫn là quá mua và quá mua nha anh chị, sắp sửa xảy ra, cho nên là cú tăng cuối cùng này là một cú tăng mà anh chị cần phải lưu ý đó. Thì về cái đồng Chainlink này cũng là cái đồng mà em sẽ kết thúc lại cái nội dung ở trong video ngày hôm nay, và nếu như anh chị thấy những nội dung này mang lại cho anh chị những cái giá trị để anh chị tham khảo, anh chị giải trí, và cũng như là khi mà anh chị xem video của tụi em mà anh chị cảm thấy được là cái rủi ro nó được giảm bớt đi, thì anh chị đừng quên có thể để lại nút like và nút đăng ký để ủng hộ team phát triển trong thời gian tới nha anh chị nhé. Rồi thì cảm ơn tất cả anh chị đã xem đến hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị trong những video lần sau.